khi tuổi càng lớn, lớp da bên ngoài cũng thay đổi, các nếp nhăn nhiều lên và da dần mất đi độ săn chắc. Bên cạnh đó, những tác nhân bên ngoài như tia cực tím, khói thuốc lá và môi trường ô nhiễm có thể đẩy nhanh đáng kể tiến trình lão hóa này. Để khám phá quy trình lão hóa xảy ra bên trong da, chúng tôi mời bạn cùng tham gia một chuyến hành trình ngắn xuyên qua cấu trúc da. Làn da gồm 3 lớp. Lớp ngoài cùng là biểu bì, có chức năng như một rào cản, chống lại các tác động của môi trường bên ngoài. Lớp hạ bì nhờ có số lượng lớn các mô liên kết nên chịu trách nhiệm về độ đàn hồi và sức căng của da. Và cuối cùng là lớp mô dưới da, chủ yếu là sự kết hợp của các mô mỡ, có tác dụng tạo lớp cách cho tế bào da và cung cấp năng lượng dự trữ cho cơ thể. Các quá trình lão hóa da thực chất diễn ra tại lớp giữa của da là lớp hạ bì. Lớp hạ bì chủ yếu được hình thành từ sự liên kết giữa các bó sợi collagen và sợi đàn hồi để giữ cho da được ổn định, đàn hồi và căng. Các sợi này được kết dính nhờ vào chất gel. Chất này giúp điều tiết và duy trì lượng nước trong da. Acid hyaluronic là thành phần chính của chất gel này, hoạt động như một miếng bọt biển, giúp giữ nước cho da, cho bề mặt da được tươi và sáng. Nhờ quá trình tái sinh liên tục của các mô liên kết, các sợi collagen mới được tạo ra. Tuy nhiên, cũng thường xuyên bị phân hủy bởi chất xúc tác enzyme, còn gọi là chất nền metalloproteinase. Chất nền này còn làm suy yếu sự liên kết của các mô. Không chỉ thế, quá trình chuyển hóa bị ngưng lại, tạo điều kiện cho các gốc tự do hình thành ngày một nhiều. Ở điều kiện thông thường, các gốc tự do này sẽ bị phát hiện và bị vô hiệu hóa nhờ cơ chế chống oxy hóa của da. Nhưng ánh sáng, tia cực tím, căng thẳng hay khói thuốc lá, việc thường xuyên tiếp xúc môi trường máy lạnh làm cho các gốc tự do nhanh chóng bị kích thích và kích hoạt hoạt động của chất xúc tác enzyme metalloproteinase. Điều này làm cho các sợi liên kết bị phá hủy và cần phải khôi phục lại toàn bộ. Vì vậy mà các mô liên kết dần dần mất đi sức mạnh và tính đàn hồi. Các triệu chứng của lão hóa ngày càng xuất hiện rõ ràng hơn trên da. Khả năng giữ nước cũng sẽ giảm đi khi tuổi càng cao. Do đó, lượng nước trong lớp hạ bì bị giảm đi đáng kể. Da mất đi độ săn chắc, nếp nhăn xuất hiện. Nhưng lớp hạ bì không phải là lớp da duy nhất mà quá trình lão hóa diễn ra. Lớp biểu bì theo đó cũng bị ảnh hưởng. Tuổi càng cao, sự liên kết của lớp biểu bì và hạ bì để tạo độ đàn hồi cho da cũng giảm đi. Làn da trở nên dễ bị tổn thương, đồng thời giảm khả năng sản xuất acid hyaluronic. Vì vậy, lớp biểu bì thiếu đi sự cung cấp dưỡng chất hiệu quả, nên khả năng tái tạo da của lớp biểu bì cũng bị giảm đi. Lớp biểu bì thiếu sự cung cấp dưỡng chất từ bên dưới, nên giảm số tế bào được tái tạo, làm cho lớp biểu bì mỏng đi, gây nên da bị lão hóa. Glycerin Hyaluron Filler làm đầy ngay cả những nếp nhăn sâu nhất, hiệu quả được chứng minh lâm sàng.